Đây, bốn khách mời đặc biệt. Nhỏ xíu xíu xíu, Xuân Tiến, Thì Dương. Đây, tiếp theo, Tiên Đồng Ngọc Nữ. Anh sao nói xong rồi anh hứ vậy, anh tự luôn phải vậy? Muốn cũng muốn ca ngợi mới đem lắm mà như nói xong thấy mình hơi lố rồi. Nhìn hai anh em là biết như thế nào rồi. Trời ơi, mình ngon lành luôn chứ bộ. Bởi vậy lấy tên đẹp trai. Trời, ghê chưa? Ghê không? Ghê không? Nơi cưỡng ép chút xíu. Đẹp trai hả? Đúng trai rồi. Đẹp mà trai á, đẹp mà trai. Chú Bi, Tiến quay qua sẵn. Tiến! Đây, chuẩn bị. Tiến! Giờ em dài lắm, yên tâm đi. Mở ra bốn. Mở ô chữ. Trời ơi, ông chạy lên chậm ở người ta. Chưa, chưa. Cầm được cây dù còn để rớt. Là em đó, đúng không? Chụp cái dùi được rồi thì cầm cho chắc. Ha, chụp cái rớt ở dưới rớt cái dùi bay rồi đó. Không thấy trời em trời là còn chậm nữa. Ủa còn chậm nữa hả? Trời ơi Tiến ơi, chụp đi Dương. Dạ, ức nào mà ức chẳng cay, gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng. Ủa bộ hai gái này hay ghen lắm hả? Có ghen không? Có ghen anh. Dạ có ghen dữ lắm. Nếu mà so sánh nhìn em ngon hơn chứ em. Trời ơi, giờ em đẻ hai đứa rồi em còn mướt mát như vậy, hoàng héo quá. Không, nhưng mà tại vì em phải ghen vậy để đem tiền về nuôi con anh chứ. À, vậy hả? Dạ. Chứ sợ đem nuôi con người ta hả? Dạ. Ớt nào ớt lại chẳng cay. À. Gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng. Chốt chưa? Chốt. Đây là đáp án sai. Tôi nói bên kia hồi nãy lần đầu tiên đọc đúng, chỉ sai đúng từ A3 thôi. Đúng từ A3. Ủa tại sao mình lì lợm tới mức mình không mua ta? Người ta nói gừng càng già càng cay, cái gừng càng già càng dai. Lì, gừng càng già càng lì. Càng lì càng dai. Hãy đón xem chương trình Sao Hay Chữ phát sóng lúc 20:30 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7 từ ngày 24 tháng 12 năm 2019.